Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Coi98 Insight. Hôm nay mình sẽ có một cái video để phân tích về PancakeSwap. Mình nghĩ là trong cái thời gian vừa qua, nhất là những ai mà đã tham gia vào ở thị trường DeFi vào khoảng từ năm 2020 cho tới năm 2021 thì không ai mà không biết với đến cái thằng PancakeSwap này, bởi vì PancakeSwap là một trong những cái AMM lớn nhất và cũng như là một trong những cái AMM mà có cái hoạt động rất là nổi bật, không thua kém gì Uniswap trong cái thời gian mà DeFi nó phát triển. Nhưng mà tại sao cho tới thời điểm hiện tại thì PancakeSwap nó lại có một cái tình hình khá là thê thảm so với những cái gì mà nó đã đạt được trong cái thời gian trong cái khoảng thời gian quá khứ. Anh em có thể thấy được là trong cái khoảng thời gian quá khứ nè, thì PancakeSwap nó đã tăng trưởng từ 0,5 đô lên mức cao nhất là 40 đô, thì nó tăng trưởng đâu đó là gần hơn 80 lần. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại thì giá của CAC nó đã rơi từ khoảng 40 đô về cái mốc là chỉ còn có 7 đô mấy thôi. Đó, anh em có thể thấy là CAC, giá của CAC đã bị trượt dài trong một cái khoảng thời gian này. Và mình nghĩ là ở trong thị trường ở thời điểm hiện tại thì không ít những anh em đang hold hoặc là đang đu đỉnh CAC. Và mình cũng ở trong trường hợp như thế, mình cũng đang hold CAC và đu đỉnh CAC ở cái giá là mốc 20 đô, chính xác là cái dốc mốc 20 đô luôn. Đó chính là vì sao mà mình nghĩ là cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em phân tích cái PancakeSwap này, xem là tại sao PancakeSwap nó lại có một cái sự sụt giảm nặng nề như thế, và xem coi là trong thời gian tới thì PancakeSwap có thể tăng trưởng trở lại hay không, và cũng như là mình sẽ đưa ra một số các cái trường hợp để anh em có thể dựa vào đó để mình có những cái quyết định dành cho bản thân ha. Rồi, cái video ngày hôm nay thì mình sẽ có 4 phần. Cái phần thứ nhất đó chính là PancakeSwap là gì. Thì phần này chủ yếu dành cho một số anh em nào mà chưa biết về PancakeSwap. Cái phần thứ hai đó chính là tình hình hiện tại và lý do CAC nó không có tăng trưởng. Cái phần thứ ba đó chính là những cái điều kiện mà giúp CAC tăng trưởng trong tương lai. Cái phần thứ tư đó chính là mình nên làm gì nếu như mình đã hold CAC. Và nếu như anh em mà không hold CAC thì cũng nên xem cái video này, bởi vì mình nghĩ là đây sẽ là một cái case study khá là hay, giúp cho anh em có thể dựa vào đó và mình đánh giá nhiều cái sàn AMM DEX khác ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại ha. Nếu các bạn yêu mến Coin98 Insights thì hãy scan mã tại đây và kiếm thật nhiều điểm X để ủng hộ đội ngũ nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái mục đầu tiên, đó chính là PancakeSwap là gì. Như anh em có thể thấy đây, PancakeSwap là một cái AMM tương tự như là Uniswap, nhưng mà nó sẽ hoạt động trên Binance Smart Chain thay vì Ethereum. Thì cái chữ permissionless ở đây có nghĩa là gì? Bởi vì ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều sàn, mình gọi nó là sàn phi tập trung, đó là những cái sàn DEX, giống như là cái sàn Radium trước đây đi. Tuy nhiên á, những ai mà muốn list được trên sàn Radium thì họ phải bắt buộc thông qua cái đội ngũ của Radium. Tuy nhiên á, thì cái permissionless ở đây á, nó sẽ cho phép tất cả mọi người có thể list cái đồng token của họ lên, giao dịch cái đồng token của họ ở trên cái trên cái nền tảng của PancakeSwap, miễn là họ có cái liquidity pool. Và những ai mà muốn tạo cái liquidity pool ở trên cái sàn PancakeSwap thì nó cũng hoàn toàn là không cần phải xin phép hoặc là không cần phải thông qua bất kỳ ai cả. Thì trước đây PancakeSwap là một cái nền tảng AMM đơn thuần thôi. Tuy nhiên sau này thì nó đã phát triển nhiều cái tính năng khác nữa. Đó chính là vì sao mà mình gọi PancakeSwap là một cái DeFi Station, nghĩa là nó tổng hợp rất là nhiều các cái tính năng DeFi khác nhau ở trên một cái nền tảng PancakeSwap. PancakeSwap thì nó được ra đời vào tháng 9 năm 2020. Nó ra đời cùng đợt với cái lúc mà Binance Smart Chain đang phát triển infrastructure luôn. Đó chính là vì sao mà tính cho tới thời điểm hiện tại thì PancakeSwap được xem là một trong những cái DApp đầu tiên của hệ sinh thái Binance Smart Chain. Đó chính là vì sao mà nó có cái network effect rất là lớn và cũng như là có được một cái lượng người dùng rất là lớn. Thì trước đây khi mà cái hệ sinh thái Binance Smart Chain nó bị cạnh tranh rất là mạnh thì PancakeSwap từng bị cạnh tranh rất là mạnh mẽ bởi nhiều các cái nền tảng khác nhau. Nếu như anh em mà có theo dõi cái sự phát triển của PancakeSwap thì anh em sẽ biết được là PancakeSwap từng bị cạnh tranh bởi những cái tên rất là nổi bật, như ví dụ như là BakerySwap nè, Bet Finance nè, AppSwap nè, World Financial Swap hoặc là BurgerSwap các thứ. Thì đây là một số các cái đồng coin mà đã được list trên sàn Binance tương tự như là PancakeSwap. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại thì PancakeSwap vẫn giữ được cái vị thế số 1. Và ở thời điểm hiện tại thì đối thủ của
PancakeSwap nó đã ít đi rất là nhiều rồi, nó chỉ còn một số các cái tên mà có thể được gọi là vẫn duy trì thôi, chứ mình nghĩ là vẫn khó có khả năng lật đổ được PancakeSwap. Những cái tên mà duy trì cho tới thời điểm hiện tại đó chính là Bswap nè, thì vừa list được trên sàn Binance cách đây không lâu. Cái thứ hai đó chính là Ellipse Finance, thì đây là một cái nền tảng mà giao dịch stablecoin ở trên cái nền tảng Binance, hệ sinh thái Binance Smart Chain. Và cuối cùng đó chính là cái nền tảng MDEX. Thì cái nền tảng MDEX này cũng từng là những cái đối thủ trước đây của hệ sinh thái từng là đối thủ trước đây của PancakeSwap ở trên hệ sinh thái BNB Chain. Thì để hiểu được cái sức mạnh của PancakeSwap ở trên cái hệ sinh thái BNB Chain thì anh em có thể nhìn vào cái hình này. Cái hình viết trên đó chính là cái Binance Smart Chain Total Value Locked kể từ tháng 5 năm 2021 cho tới thời điểm hiện tại. Còn cái hình phía dưới đó chính là PancakeSwap Total Value Locked kể từ tháng 5 năm 2021 cho tới thời điểm hiện tại. Thì anh em có thể thấy được là có một cái sự tương quan rất là lớn ở giữa cái dòng tiền ở trên hệ sinh thái Binance Smart Chain và trong cái nền tảng PancakeSwap này. Nghĩa là PancakeSwap mà đi lên thì hệ sinh thái Binance Smart Chain cũng đi lên theo. Còn PancakeSwap nó đi xuống thì cái hệ sinh thái Binance Smart Chain này thì nó cũng đi xuống theo. Đó chính là vì sao mà ở thời điểm hiện tại PancakeSwap được xem là một cái thằng dẫn đầu và cũng như là có cái tác động rất là lớn đến toàn bộ hệ sinh thái Binance Smart Chain này. Vậy thì mình nghĩ là cái video ngày hôm nay mình không chỉ là giúp anh em có thể phân tích được cái PancakeSwap này nó đang có hướng đi như thế nào, mà dựa vào đó thì anh em còn có thể dự phóng được cái hệ sinh thái Binance Smart Chain trong tương lai tới. Vậy thì tại sao ở cái khoảng thời gian là khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2021 thì mình đã quyết định mình mua cái đồng khác này, và ở thời điểm hiện tại thì mình cũng có thể được xem đây là một cái quyết định sai lầm của mình đi, bởi vì mình mua khác nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cái giá của nó là hơn chia 2 một xíu rồi, gần như là chia 3 rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ kể một xíu ở những cái lý do đưa đến cái quyết định của mình. Thì mình sẽ kể đến những cái điểm nổi bật của PancakeSwap ở tại thời điểm đó và cho tới thời điểm bây giờ luôn. Thì như anh em có thể thấy, mặc dù là PancakeSwap đã có cái hiệu suất giảm đi rất là nhiều đồng khác nó được chứng minh qua cái sự giảm giá của đồng khác, nhưng PancakeSwap vẫn được xem là cái AMM có vị thế rất là mạnh và top 1 ở hệ sinh thái Binance Smart Chain ở thời điểm hiện tại về cái Total Value Locked và cả người dùng. Thì anh em có thể vào cái trang DeFi Llama nè, kéo xuống dưới thì anh em có thể thấy được là PancakeSwap từ trước đến nay, từ tháng 5 năm 2021 cho tới thời điểm hiện tại thì nó luôn là cái protocol mà có cái Total Value Locked đứng đầu ở trên hệ sinh thái Binance Smart Chain. Và đôi lúc cái Total Value Locked của PancakeSwap nó đã từng lên đến hơn 10 tỷ đô. Đó, thì đây là một số cái điểm nổi bật thứ nhất. Ở cái điểm thứ hai đó chính là PancakeSwap nó tích hợp rất là nhiều tính năng khác nhau, từ AMM mà nó đã biến thành DeFi Station. Thì để kiểm chứng cái điều này, anh em hãy vào cái trang là PancakeSwap.finance nè. Thì anh em có thể thấy được là nếu như Uniswap nó chỉ có cái chức năng là swap thông thường thôi, thì ở cái nền tảng này thì anh em có thể swap nè, anh em có thể đặt lệnh limit nè, rồi ở thời điểm hiện tại thì anh em còn có thể trading phái sinh, rồi trong đó nó sẽ có những cái mục pool cho phép anh em có thể staking. Ở đây vốn dĩ là những cái mà Uniswap không có. Rồi ở cái mục win này thì anh em có những cái cuộc thi trading nè, rồi trong đó thì có những cái sổ số, rồi có những cái prediction giống như là binary option. Thì anh em có thể thấy được là PancakeSwap tính cho tới thời điểm hiện tại thì nó là một cái nền tảng mà có rất là nhiều cái tính năng khác nhau. Rồi cái thứ ba nữa đó chính là PancakeSwap được hỗ trợ rất là lớn từ sàn Binance. Thì cái này nếu như mình không nói thì anh em cũng sẽ nhìn thấy, đó chính là PancakeSwap là một trong những cái thằng mà nhận được cái nguồn vốn đầu tiên từ cái thằng Binance khi mà nó phát triển trên hệ sinh thái Binance Smart Chain. Và gần đây nhất thì PancakeSwap nó cũng nhận được cái sự hỗ trợ của Binance để triển khai cái sản phẩm đó chính là PancakeSwap Mini Program. Thì một hồi mình sẽ kể cho anh em sau ha. Rồi, cái phần thứ tư ở đây chính là cái phần mà mình được xem là thích nhất, và đó cũng là cái quyết định lớn nhất của mình. Cái quyết định lớn nhất của mình dẫn đến cái việc là mình mua khác ở cái giá 20 đô. Đó chính là cái roadmap của khác thì luôn cập nhật liên tục và team liên tục phát triển. Thì cái điều này mình quan sát khác trong một cái khoảng thời gian dài thì mình hoàn toàn thấy cái điều đó. Cái thứ năm đó chính là cái cơ chế DAO cho phép cộng đồng có thể đóng góp và cũng như là xây dựng cái nền tảng khác này. Thì đây là một cái xu hướng mà mình nghĩ là bất kỳ một cái DApp nào trên thị trường thì cũng sẽ hướng đến, và khác là một trong những cái thằng mà đã triển khai được cái điều đó. Cái điều thứ sáu đó chính là PancakeSwap ở thời điểm hiện tại thì là cái platform của rất là nhiều các cái
yield aggregator và cũng là DEX aggregator trên thị trường. Thì anh em có thể thấy là ở thời điểm hiện tại, nếu như anh em mà có swap ở trên Coin98 Exchange đi, hoặc là nếu như anh em mà có swap trên Matcha hoặc là OneInch, thì những cái nền tảng đó, những cái nền tảng DEX aggregator đó, thì họ cũng lấy cái thanh khoản và sử dụng cái thanh khoản của cái nền tảng PancakeSwap này. Đó chính là vì sao mà mình thấy là PancakeSwap nó có cái vai trò rất là quan trọng. Nếu như mà anh em đã tham gia vào cái hệ sinh thái Binance Smart Chain này thì mình không thể nào mình bỏ qua cái thằng khác được. Và cái cuối cùng đó chính là tokenomics của khác rất là sáng tạo, nhưng mà nó vẫn còn có một số cái vấn đề mà vẫn cần phải cải thiện, thì cái phần này mình sẽ kể cho anh em sau. Thì như anh em có thể thấy đó, cái lý do mà mình mua khác ở cái giá 20 thì nó đến từ rất là nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên cái lý do mà mình thích nhất thì đó chính là cái roadmap của khác được cập nhật liên tục, và team của khác thì tính cho tới thời điểm hiện tại thì mình thấy là họ phát triển rất là nhiều các cái sản phẩm khác nhau trên cái nền tảng của khác. Đó chính là vì sao mà ở thời điểm đó thì mình đã quyết định mua khác ở cái giá 20. Và mình đu cho tới thời điểm hiện tại là chia 3 đi. Nhưng mà ở phía dưới thì mình sẽ đưa ra một số các cái phân tích cụ thể hơn, giúp cho anh em hiểu được nếu như mình đã cầm khác rồi thì mình nên làm gì, và nếu như mình chưa cầm khác thì mình có cái cơ hội để mình có thể đầu tư hay không. Tuy nhiên trước khi mà mình đi vào cái phần tình hình hiện tại và lý do của khác chưa tăng trưởng thì mình nghĩ là anh em cần phải nắm cái roadmap của PancakeSwap trước, bởi vì đây là một trong những cái lý do mà khiến cho mình mua PancakeSwap ở cái giá 20 đô. Thì như hồi nãy mình có nói là PancakeSwap là một cái dự án mà có cái roadmap cập nhật liên tục, và cũng như là có cái team, có cái đội ngũ mà liên tục phát triển dự án. Thì PancakeSwap tính cho tới thời điểm hiện tại thì họ đã công bố ra tổng cộng là 6 các cái roadmap khác nhau ở theo từng cái giai đoạn. Ở cái thời điểm đầu tiên đó chính là vào tháng 9 năm 2020 nè, sau đó thì tháng 12 năm 2020, tiếp đó nữa là tháng 2 năm 2021, tháng 6 năm 2021, tháng 10 năm 2021, và gần đây nhất đó chính là tháng 1 năm 2022. Và anh em có thể thấy được là trải qua những cái đợt mà cập nhật roadmap khác nhau thì PancakeSwap nó liên tục có những cái cải tiến và cũng như là áp dụng những cái thay đổi và hoặc là ra mắt những cái sản phẩm mới vào cái nền tảng của họ. Ví dụ tháng 9 năm 2020 đi thì nó phát triển những cái điều cơ bản nhất mà một cái AMM phải có. Ví dụ như là ra mắt cái nền tảng để người ta có thể trading nè, để người ta có thể farming, để người ta có thể staking. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số cái mới, ví dụ như là lottery, rồi có cái phần voting, ở đây là chính là cái phần DAO. Rồi tháng 12 thì nó không có quá nhiều cái cập nhật, nó chỉ có cái MFT và cái IFO thôi. Thì còn cái IFO này là một cái launchpad. Cho tới tháng 2 năm 2021 thì ra mắt cái gamification. Tuy nhiên thì cái gamification này nó chỉ là một cái nền tảng được xem là ứng dụng MFT vào thôi. Tuy nhiên thì nó chưa có những cái hoạt động game cụ thể. Cho tới tháng 6 năm 2021 thì ở cái thời điểm này á, đa số những cái hoạt những cái ứng dụng, những cái sản phẩm chính của PancakeSwap thì đều đã được hoạt động ổn định rồi. Tuy nhiên á thì cái lúc này nè thì PancakeSwap, giá của cái đồng khác này nó đã có một cái sự sụt giảm rất là nặng nề. Và tại cái thời điểm này thì người ta cũng hiểu ra được, những cái đội ngũ của khác cũng hiểu ra được là ở cái thời điểm này cái đồng khác nó bị lạm phát quá nhiều rồi. Đó chính là vì sao mà cái đội ngũ PancakeSwap nó phải cải tiến rất là nhiều để sử dụng cái đồng khác hơn nhiều hơn nữa và để giảm cái sự lạm phát của khác ở trên thị trường. Đó chính là vì sao mà họ ra mắt cái cơ chế là trading fee burn nè, rồi sau đó nó còn ra mắt cái farm ocean này. Farm ocean là một cái chức năng mà nếu như những cái dự án nào mà muốn tham gia và trở thành một cái đối tác ở trên Serapu thì họ bắt buộc họ phải đấu giá cái đồng khác đó, và cái đồng khác sau khi được đấu giá thì sẽ được burn đi hoàn toàn, giảm cái lượng cung ở trên thị trường. Cho tháng 10 năm 2021 thì PancakeSwap ra mắt cái MFT Marketplace. Tuy nhiên cái MFT Marketplace này nó chưa có được phi tập trung, nó chưa có được nhiều cái bên sử dụng, tương tự như là PancakeSwap. PancakeSwap tính cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn là một trong những cái MFT Marketplace lớn nhất ở trên cái hệ sinh thái Binance Smart Chain. Rồi cho tới tháng 1 năm 2022 thì nó ra mắt những cái trading chart nè, MFT Marketplace V2 nè, rồi IFO Kekpo. Thì đối với mình đây là những cái cập nhật mà nó không quá quan trọng. Cho đến tháng 3 năm 2022 thì nó ra mắt cái Perpetual Trading. Thì đối với mình đây là một cái cải tiến khá là lớn mà mình sẽ giúp cho anh em hiểu hơn về cái tính năng và cũng như là cái tác động của nó ở phía dưới.
Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng anh em qua phần 2 ha. Anh em lưu ý là anh em hãy nắm giúp mình những cái sự thay đổi và cái roadmap của PancakeSwap ở cái thời điểm này trước ha. Rồi trong phần này thì mình sẽ đi đến cái phần đó chính là tình hình hiện tại của PancakeSwap và cái lý do CAC chưa tăng trưởng. Thì trong cái phần này thì mình sẽ phân tích theo hai khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất đó chính là nội tại và cái thứ hai đó chính là ngoại cảnh. Thì anh em có thể xem nó giống như là vĩ mô hoặc là vi mô. Rồi ở cái phần này đó chính là cái phần mà phân tích theo những cái góc nhìn cá nhân của mình. Đó chính là vì sao mà khi anh em có những cái ý kiến hay hơn hoặc là có những cái góc nhìn hay hơn thì anh em đừng để lại ở phía dưới comment. Mình rất là hoan nghênh và rất là hoan nghênh được nhận những cái feedback của anh em. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái yếu tố nội tại. Thì anh em có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại thì nền tảng PancakeSwap này nó vẫn là một cái MMM có hiệu suất nằm trong top đầu. Anh em vào cái trang CoinMarketCap nè thì mình có thể thấy được là PancakeSwap nó vẫn là một cái MMM mà có cái volume rất là cao, và thậm chí là cái total value lock ở cái nền tảng PancakeSwap cũng được xem là một trong những cái AMM mà lớn nhất cho ở thời điểm hiện tại. Nó chỉ thua một số các cái AMM, ví dụ như là Uniswap hoặc là DIDX thôi. Đó, thì đây là một trong những cái điểm nổi bật. Tuy nhiên á, thì anh em cần phải hiểu được là ở thời điểm hiện tại PancakeSwap mặc dù nó có những cái đặc điểm rất là nổi bật, những cái đặc điểm rất là tích cực, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì cái hiệu suất của những cái sản phẩm mà được tích hợp ở trên cái nền tảng PancakeSwap nó có một cái hiệu suất chưa cao, và cái vấn đề của nó nằm ở cái phần tokenomics. Mình sẽ phân tích ngay sau đây. Và cái thứ hai nữa đó chính là PancakeSwap nó chưa có một cái sự cải tiến về DeFi, thì mình sẽ phân tích sâu hơn ở trong cái phần cuối giúp cho anh em hiểu ha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần tokenomics. Ở cái phần tokenomics này thì anh em cần, nếu như anh em mà đã có đọc bài phân tích mô hình hoạt động của nền tảng PancakeSwap của anh Vĩ Đặng, thì anh em sẽ biết được là CAC là một cái token mà nó có cái lượng cung vô hạn. Đó chính là vì sao mà anh em truy cập vào cái CoinMarketCap của PancakeSwap thì anh em sẽ thấy được là nó không hề có max supply. Đó chính là vì sao mà ở cái nền tảng này nè, họ phải làm thế nào đó để cân bằng được cái việc mine token đó ra và cái việc burn cái đồng token đó. Thì để cái đồng token này nó có một cái use case và nó được ứng dụng như thế nào thì mình sẽ đi qua cái phần này giúp cho anh em hiểu. Thứ nhất, đó chính là cái đồng khác này nó sẽ được thưởng cho những cái liquidity provider ở trên cái nền tảng này, PancakeSwap. Cái thứ hai đó chính là nó sẽ thưởng cho những người tham gia những cái sản phẩm khác, ví dụ như là lottery là xổ số nè, team battle đó chính là một cái cuộc thi trading nè. Rồi ngoài ra những anh em nào mà staking hoặc là farming thì mình cũng sẽ nhận lại một cái phần thưởng khác. Rồi ngoài ra CAC cũng là một cái công cụ để được sử dụng để tham gia vào những cái nền tảng ở trên cái PancakeSwap này. Ví dụ như là anh em muốn mua một cái vé xổ số thì anh em cũng phải có một cái đồng CAC để mua. Anh em muốn mua NFT thì anh em cũng cần phải có CAC. Rồi anh em muốn tham gia vào một cái trận chiến trading thì anh em cũng phải có cái đồng CAC. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại anh em có thể thấy được là so với cái việc là sử dụng cái đồng CAC để burn nó đi, thì ở thời điểm hiện tại cái phần thưởng CAC mà được mine ra thì nó rất là nhiều, nó rất rất là nhiều luôn. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân chính khiến cho ở thời điểm hiện tại cái áp lực bán CAC nó cao hơn rất là nhiều so với cái động lực người ta cần phải mua cái đồng CAC để người ta sử dụng ở trên cái nền tảng PancakeSwap này. Và đến đó chính là vì sao mà để giải quyết được cái vấn đề trên thì PancakeSwap nó đã tạo ra rất là nhiều sản phẩm để tạo ra nhiều doanh thu và cũng như là mua lại cái đồng CAC và đốt nó trên thị trường. Qua đó thì có thể giảm được cái lượng cung của CAC. Vậy thì anh em cần phải hiểu được là để cái giá của cái đồng CAC này nó có thể tăng trưởng thì PancakeSwap phải làm thế nào đó để cân bằng được cái số lượng CAC mine ra bằng với lại cái số lượng CAC burn đi. Và khi mà nó đã bằng như thế rồi thì với một cái động lực của thị trường thì cái đồng CAC này nó mới có thể tăng trưởng được. Tuy nhiên, và anh em có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại họ đã hiểu được là cái đồng CAC này nó được mine ra rất là nhiều. Đó chính là vì sao mà cái nền tảng PancakeSwap này nó ra mắt rất là nhiều các cái tính năng và cũng như là ra mắt rất là nhiều cái cơ chế khác nhau để đốt cái đồng CAC này thêm so với cái việc là sử dụng những cái nền tảng này để đốt CAC. Thì anh em có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều nguồn lực có thể dùng để đốt CAC. Thứ nhất đó chính là 100% CAC được raise từ IFO thì sẽ được bị đốt đi. Rồi ra cái lượng CAC được dùng để tạo profile picture cho những người mà muốn tham gia IFO
thì cũng sẽ được burn. Rồi 20% cái lượng khác sử dụng để mua ở những cái vé ticket tham gia lottery thì cũng sẽ được burn. Và có rất là nhiều các cái chiến lược khác nhau. Thì anh em có thể thấy được là vào tháng 5 năm 2020 á, thì cái số lượng khác emission ra mỗi ngày, nó chính là phân phối ra mỗi ngày, đó chính là 530.000 đồng khác mỗi ngày. Và nếu như giá của khác mà khoảng 10 đô một khác á, thì nó sẽ là 5 triệu 3 đô la được phân phối ra mỗi ngày, được có một cái áp lực bán ra mỗi ngày. Và nhận thấy được một cái vấn đề đó thì cái đội ngũ của PancakeSwap á đã cải tiến cái vấn đề này. Nghĩa là anh em có thể thấy được là những cái ô mà nó tô màu xanh á, nghĩa là nó sẽ emission khác ra, còn những cái ô mà tô màu đỏ thì nó sẽ burn cái lượng khác đi. Thì nếu như khác mà được burn càng nhiều thì cái lượng cung của khác nó sẽ càng giảm và giúp cho khác tăng trưởng. Thì nó sẽ đã có một số cái sự thay đổi như sau. Anh em có thể thấy được là cái phần màu xanh thì nó mine cái khác ra đi, nó tạo cái đồng khác ra, thì nó đã có cái sự giảm. Ví dụ như trước đây thì ở cái farm và lottery đi, thì sẽ có 10 khác được in ra trên mỗi block, thì ở thời điểm hiện tại thì nó chỉ có 4,25 khác được in ra trên mỗi block. Tương tự như thế thì cái một farm cũng vậy, trước đây thì nó sẽ có là 238.000 cái đồng khác được in ra mỗi ngày, còn ở thời điểm hiện tại thì nó chỉ có 72.400 cái đồng khác được in ra mỗi ngày. Đó chính là vì sao mà ở thời điểm hiện tại với cái giá của khác là khoảng 6 đô một khác và cái emission đó chính là 364.000 đồng khác mỗi ngày, thì mỗi ngày cái đồng khác ở trên thị trường nó có cái áp lực xả là khoảng 2,1 triệu đô. Đó thì anh em có thể thấy là ở thời điểm hiện tại thì cái đội ngũ của PancakeSwap á, họ đã hiểu và họ đã thấy ra được cái vấn đề này. Đó chính là vì sao mà họ đã thay đổi cái tokenomics của cái nền tảng PancakeSwap này, giúp cho cái nền tảng PancakeSwap này có thể giảm đi một cái áp lực bán trên thị trường. Thì anh em có thể thấy được là tại sao mình lại nói là cái nền tảng PancakeSwap này nó có rất là nhiều các sản phẩm khác nhau nhưng mà cái hiệu suất của nó chưa cao. Thì nếu như anh em mà có là người skin in the game ở trên cái hệ sinh thái này thì anh em sẽ biết được là ở thời điểm hiện tại, mặc dù nó có những cái launchpad ở trên cái nền tảng PancakeSwap đi, nhưng mà cái launchpad ở trên nền tảng PancakeSwap này nó không có hoạt động hiệu quả và cũng như là không có một cái động lực để thu hút người dùng. Anh em có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại nha, PancakeSwap nó đã launch được hơn 10 dự án. Tuy nhiên những cái dự án ở trên PancakeSwap thì nó có những cái có cái ROI nó không hề cao. Anh em có thể thấy được là trước đây đi thì nó đã từng pump được khoảng là 18 lần nè. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì nó đã quay về giá ban đầu. Rồi ở trước đây thì Berry Data thì nó đã pump lên x20 lần, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó còn thấp hơn cái dưới giá IDO nữa. Mà nó chỉ có một số các cái nền tảng mà có cái giá được gọi là thực sự tăng trưởng. Ví dụ như là cái nền tảng Mines of Dalania thì nó có cái ROI là x8 cho tới thời điểm hiện tại. Vậy nếu như anh em mà là một người nắm giữ đồng khác đi mà tham gia vào cái nền tảng PancakeSwap này, thực tế thì anh em sẽ không có lời nhiều. Và thực tế là trước đây khi mà mình tham gia vào cái launchpad của nền tảng này thì mình đã bị lỗ đi một phần, lỗ đi cái phần chi phí mua khác, rồi mua rất là nhiều thao tác khác nhau. Đó chính là vì sao mà ở thời điểm hiện tại thì xét về cái yếu tố mà nội tại đi, anh em có thể thấy được là PancakeSwap nó vẫn còn rất là nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất đó chính là tokenomics, và cái vấn đề thứ hai đó chính là những cái sản phẩm của cái nền tảng PancakeSwap này nó chưa có hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên thì chúng ta không thể nào chúng ta đổ lỗi cho cái nội tại hoàn toàn được, bởi vì ở thời điểm hiện tại anh em có thể thấy được là nếu như chúng ta xét về yếu tố ngoại cảnh, thứ nhất là về hệ sinh thái Binance Smart Chain, thì anh em có thể thấy được là hệ sinh thái Binance Smart Chain trong kể từ khoảng tháng 6 năm 2021 cho tới thời điểm hiện tại luôn, thì tất cả những cái dự án ở trên hệ sinh thái Binance Smart Chain nó không có một cái sự cải tiến về DeFi. Ví dụ như là Ethereum đi thì nó có cái Uniswap V3, nó có cải tiến về cái cơ chế cung cấp thanh khoản, hoặc là Phantom đi thì nó có cái sự cải tiến về VE3.3, hoặc là bên Ethereum thì nó có Olympus DAO, nó có cái mô hình bán bond. Thì từ tháng 6 năm 2021 cho tới thời điểm hiện tại thì cái hệ sinh thái Binance Smart Chain này nè, nó không có thu hút bất kỳ một cái, nó không có thu hút và cũng như là không có một cái sự cải tiến về DeFi. Rồi nhưng mà
trong cái thời điểm đó thì nó lại tập trung những cái ứng dụng khác, ví dụ như là NFT, GameFi hoặc là Metaverse. Nhưng mà những cái nền tảng này nè, nó không có thu hút dòng tiền. Anh em có thể thấy được là đa phần những cái NFT ở trên cái nền tảng Binance Smart Chain đều là Collectible NFT, chứ không phải là Interactive NFT. Đó chính là vì sao mà những cái NFT khi mà người ta mua về rồi thì người ta cũng không có một cái nơi để người ta có thể sử dụng. Và đặc biệt là những cái nền tảng GameFi ở trên cái hệ sinh thái Binance Smart Chain thì nó cũng không có một cái hướng đi long term tương tự như là Anse Infinity. Đó chính là vì sao mà anh em có thể thấy được là hệ Binance Smart Chain nó không có thu hút được dòng tiền. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì PancakeSwap, đây là một cái platform lớn nhất ở trên hệ Binance Smart Chain. Nếu như không có những cái dự án, nếu như không có những cái nền tảng DeFi phát triển ở trên hệ sinh thái Binance Smart Chain thì cái nền tảng PancakeSwap này nó cũng không nhận được dòng tiền. Đó chính là vì sao mà nó không có một cái động lực tăng trưởng đến từ cái yếu tố ngoại cảnh. Rồi, cái thứ hai mà mình muốn đề cập đến đó chính là tình hình chung của thị trường DeFi. Anh em có thể thấy được là chính bởi vì cái DeFi này nó để lộ ra những cái vấn đề, ví dụ như DeFi 1.0 nè, hiệu quả sử dụng vốn thấp nè, và có nhiều cái vấn đề khác. Rồi cái mô hình ở thời điểm hiện tại thì chủ yếu là cái mô hình farm ra token để bán. Thì đó chính là vì sao mà cái tình hình chung của DeFi 1.0 á, nó không có được giải quyết và chưa có những cái cải tiến, chưa có những cái cải tiến cụ thể. Đó chính là vì sao mà không phải PancakeSwap, mà nếu như anh em đang ôm những cái đồng mà AMM khác ở trên thị trường thì anh em cũng sẽ thấy được một cái sự sụt giảm khá là lớn. Anh em có thể thấy được là không chỉ riêng những anh em nào mà hold cái đồng khác đâu không, những anh em nào mà hold 1inch nè, hold Radium nè, hold Sushi nè thì đa số đều giảm, chứ không chỉ là PancakeSwap. Sushi từng có cái mức giá đỉnh là khoảng 20 đô, 1inch từng có cái mức giá đỉnh là khoảng 7 đô, rồi Radium cũng từng có cái mức giá đỉnh là đâu đó khoảng 11-12 đô, và cho tới thời điểm hiện tại thì nó đều chia 2 chia 3 cả. Thì đó chính là vì sao mà anh em có thể thấy ở thời điểm hiện tại chúng ta không thể nào trách một mình khác không tăng trưởng, mà nó đến từ cả hai yếu tố, đó chính là yếu tố nội tại và yếu tố ngoại cảnh của PancakeSwap. Đó, thì vậy thì bây giờ anh em đã hiểu được cái tình hình của PancakeSwap ở thời điểm hiện tại. Bây giờ mình sẽ đi sang cái phần thứ ba, đó chính là làm thế nào để PancakeSwap có thể cải tiến và cũng như là tăng trưởng mạnh ở trong thời gian tới. Rồi, sau khi mà anh em đã hiểu được những cái lý do mà khác chưa tăng trưởng cho tới thời điểm hiện tại thì mình nghĩ bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu coi những cái điều kiện nào có thể giúp khác tăng trưởng trong tương lai. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái yếu tố nội tại trước. Là bởi vì sao? Bởi vì ở thời điểm hiện tại, mặc dù mình hiểu là cái hệ sinh thái Binance Smart Chain đó, và cái hệ sinh thái BNB ấy, nó đã đổi tên thành BNB, nó không có một cái sự cải tiến về DeFi, đó chính là vì sao mà nó không có thu hút người dùng. Thì anh em có thể xem qua ở cái phần yếu tố ngoại cảnh mà mình vừa nói ở phía trước. Tuy nhiên á, mình thấy là một cái sản phẩm á, mà nó có muốn thu hút được dòng tiền hay không á, thì gần như là từ 70-80% thì mình đánh giá là nó đến từ cái yếu tố nội tại của nó. Nghĩa là sao? Nghĩa là anh em có thể thấy được là mặc dù đi cái thị trường nó rất là ảm đạm, nhưng mà một khi Andrea Conche ra cái VE3.3 cho cái nền tảng Solidly lúc đấy, thì cái AMM đó nó đã thu hút được rất là nhiều dòng tiền, và thậm chí là thu hút được một cái lượng dòng tiền lớn đến với hệ sinh thái Phantom để người ta join vào cái VE3.3 war đó. Đó chính là vì sao mà mình đánh giá ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại, mặc dù thị trường thì ảm đạm, nhưng mà anh em vẫn có thể thấy được có rất là nhiều các cái ứng dụng nó nổi bật, nó step out ra khỏi thị trường. Ví dụ như là vừa rồi thì mình có một cái thằng Move to Earn, đó chính là Step N nè. Rồi có những cái thằng ví dụ như là Dopex, thì những cái model của nó rất là hay. Ở trong đó thì nó ngoài những cái model đó ra thì nó có những cái cách để nó áp dụng tokenomics, hoặc là nó áp dụng theo nhiều cách khác nhau. Đó chính là vì sao mà theo cái đánh giá của mình thì cái nền tảng PancakeSwap này nó cần phải có một cái sự cải tiến đến từ cái yếu tố nội tại của nó. Thì ở thời điểm hiện tại, cái lý do chính khiến cho cái đồng khác không tăng trưởng á, đó chính là bởi vì cái đồng khác nó đang được mine ra quá nhiều so với cái việc so với cái số lượng khác nó bị burn đi. Đó chính là vì sao mà ở trên thị trường hiện tại vẫn có một cái áp lực bán đi cái đồng khác. Đó chính là vì sao mà ở thời điểm hiện tại thì cái mục tiêu cao nhất của khác đó chính là cần phải phát triển những cái sản phẩm mà ứng dụng được khác nó hiệu quả hơn, để có thể thu hút được nhiều người tham gia hơn, từ đó cái lượng khác burn nhiều hơn và giảm đi cái số lượng khác lạm phát rồi mỗi ngày, thì từ đó thì khác nó mới giảm ra được cái áp lực bán trên thị trường. Thì để làm được cái điều đó thì PancakeSwap cần triển khai thêm các cái sản phẩm. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại thì trong kế hoạch của PancakeSwap á,
thì có những cái sản phẩm về lending nè, có những cái sản phẩm về perpetual trading. Thì cái sản phẩm lending này chưa có ra mắt, còn perpetual trading thì đã ra mắt rồi. Rồi ngoài ra thì PancakeSwap cần phải làm thế nào đó để giải quyết được cái mô hình farming và xả token ở thời điểm hiện tại. Thì cái mô hình farming và xả token á, thực tế đa phần tất cả các cái ứng dụng DeFi đều cái áp dụng cái mô hình này. Và cái mô hình này không phải là một cái mô hình bền vững cho cái nền tảng DeFi. Bởi vì anh em có thể thấy được là khi mà họ áp dụng cái mô hình này á, nghĩa là người ta đang lấy cái đồng token của người ta để người ta lấy cái đồng token của người ta để người ta xả nó đi và thu hút người dùng. Nhưng mà nó sẽ không có một cái yếu tố bền vững, bởi vì sẽ đến một cái lúc nào đó, ví dụ như là cái đồng token đó nó đã hết rồi thì sao? Đó chính là vì sao mà để có thể incentive người dùng mà khiến cho người ta vẫn muốn ở lại được, đó chính là phải share cái doanh thu đó ra. Ví dụ như là cái nền tảng này nè, nó có doanh thu, nó có lợi nhuận, thì thay vì mình emission bằng cái đồng coin đó thì mình có thể emission bằng cái doanh thu hoặc là bằng cái lợi nhuận bằng mấy phần trăm đó chẳng hạn. Đó, nhưng mà nó sẽ có cái tính bền vững hơn rất là nhiều. Và cuối cùng đó chính là mình hy vọng khác sẽ có một cái sự cải tiến về mô hình DeFi thì dễ dàng cạnh tranh hơn với đối thủ. Ví dụ như là Uniswap V3 nè, thì nó có cái model thanh khoản tập trung. Và đây là một cái model rất là hay, giúp cho những cái liquidity provider, là những cái người cung cấp thanh khoản á, họ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn bằng cách xác định một cái khoản giá nào đó để người ta có thể tập trung cung cấp thanh khoản cho một cái khoản giá đó thôi. Và cái model đó được xem là một cái model rất là hiệu quả ở thời điểm hiện tại, giúp cho Uniswap V3 có thể trở thành một cái AMM lớn nhất ở trên thị trường. Rồi cái thứ hai đó chính là cái mô hình Vault Escrow. Cái mô hình Vault Escrow này á, là một cái mô hình của cái nền tảng Curve. Nó cho phép mình có thể lock Curve cho một khoảng thời gian bao lâu đó để mình có thể có cái quyền hạn hơn trong cái việc voting ở trên cái nền tảng Curve. Và đây cũng chính là cái điểm bắt đầu của Curve War. Thì anh em có thể thấy được là Curve War nó không chỉ là một cái cuộc chiến dành cho chính nó, mà đây là một cuộc chiến có rất là nhiều ông lớn tham gia, ví dụ như là Yearn, ví dụ như là Frax, ví dụ như là Convex, các thứ. Rồi tiếp theo đó chính là Solidly VE3.3. Thì VE3.3 này á, nó là sự kết hợp của VE là cái chữ Vault Escrow phía trên, và 3.3 này á, là game theory của cái nền tảng Olympus DAO. Thì anh em có thể đọc thêm cái bài viết về phân tích mô hình hoạt động của Olympus DAO thì anh em có thể hiểu hơn về cái 3.3 này ha. Nhưng mà nhìn chung á, cái mô hình Solidly này đã tạo nên một cái làn sóng rất là lớn trước khi mà Andrey Kocher rời bỏ thị trường crypto. Và đó chính là vì sao cho tới thời điểm hiện tại thì cái nền tảng VE3.3 này nó chưa có sự cải tiến tiếp theo. Tuy nhiên á, thì nó đã chứng minh được cái sự thu hút cũng như là chứng minh được là cái mô hình này nó bootstrap được một cái lượng lớn người dùng và thu hút được dòng tiền ở cái thời điểm ban đầu. Rồi tiếp theo nữa đó chính là nền tảng Trader Joe, thì nó kết hợp thêm cái lending nè. DeFi Kingdom thì nó là một cái AMM luôn, nhưng mà nó kết hợp cái GameFi và cái nền tảng của nó. Và cuối cùng đó chính là Osmosis. Thì Osmosis á, nếu như mà anh em có biết về cái nền tảng này á, và mình cũng đã có làm một cái video về nền tảng này rồi, thì nó sẽ cho phép anh em có thể farming với lãi cao hơn nếu như cái LP token của mình á, cái phần thanh khoản của mình á, được khóa trong một cái khoảng thời gian dài hơn thì nó sẽ trả lãi cao hơn. Còn nếu như mà mình unstack với mình chọn cái khoảng thời gian ngắn hơn á, thì cái lãi của mình sẽ thấp hơn. Thì đây cũng là một cái cách rất là hay giúp cho cái sàn này nó bớt đi cái emission và cũng như là giữ chân được những cái người dùng lâu dài hơn đi với cái nền tảng này. Tuy nhiên á, thì để ngoài cái yếu tố nội tại ra thì mình còn có những một số cái yếu tố ngoại cảnh. Ví dụ như là thị trường cần có cái trend mà ứng dụng DeFi. Bởi vì sao mình nói như thế? Bởi vì anh em có thể thấy được hệ Binance Smart Chain á, hoặc là mình hệ BNB á, nó không phải là không phát triển trong thời gian vừa rồi. Thực tế là hệ Binance Smart Chain là một cái hệ mà có cái hoạt động rất là sôi nổi. Bởi vì anh em có thể thấy được là CZ không bao giờ ngồi yên với tất cả các cái trend của thị trường, mà ông luôn là người tạo ra những cái trend đó. Tuy nhiên á, thì trong khoảng thời gian vừa qua thì sau cái làn sóng DeFi từ tháng 5, tháng 6 năm 2021 thì CZ đã chuyển sang tập trung những cái ứng dụng ví dụ như NFT này, GameFi và Metaverse. Tuy nhiên á, thì ba cái trend này ở thời điểm hiện tại nó không có ứng dụng quá nhiều dòng tiền ở trong đó. Đó chính là vì sao mà nó không có một cái dòng tiền để nó thu hút vào cái hệ BNB chain.
Rồi cái thứ hai nữa đó chính là hệ Binance Smart Chain cần phát triển những cái mảnh ghép cao hơn về DeFi để thu hút dòng tiền. Bởi vì ở thời điểm hiện tại anh em có thể thấy được là đa số hoặc là gần như là PancakeSwap là một cái nền tảng mà cân tất cả những cái sự cải tiến ở trên cái hệ sinh thái ở Binance Smart Chain luôn. Ở thời điểm hiện tại thì Binance Smart Chain nó không có một cái không có những cái ứng dụng, không có những cái nhiều ứng dụng khác nhau để cải tiến DeFi. Ví dụ Ethereum đi, thì ngoài Uniswap ra nó còn có DIDX nè, nó còn có Olympus DAO nè, nó còn có Dopex các thứ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì cái nền tảng cái ở hệ sinh thái BNB Chain thì nó chỉ có PancakeSwap duy nhất thôi. Đó chính là vì sao mà để cái hệ sinh thái này nó tăng trưởng thì nó cần phải có sự gộp lực của nhiều cái developer hơn. Rồi cuối cùng đó chính là nhận được sự hỗ trợ của Binance. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì Binance và PancakeSwap có cái mối liên hệ rất là thân thiết. Nên là mình nghĩ nếu như có được nhận được cái sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Binance thì PancakeSwap có thể phần nào ứng dụng được và cũng như là lấy đà để tăng trưởng lại. Và cuối cùng thì anh em có thể thấy được là trong thời gian tới thì Binance BNB Chain sẽ tập trung vào một cái được gọi là MetaFi. Thì cái MetaFi này mình đã có làm một video để giúp anh em có thể hiểu hơn về MetaFi, anh em có thể tìm tại đây ha. Thì mình hy vọng là trong thời gian tới thì PancakeSwap sẽ nhận thấy được cái điều này và từ đó có thể là phát triển theo cái hướng MetaFi, và thì nó sẽ giống như là thuyền gặp sóng lên vậy đó, thì nó sẽ dễ tăng trưởng hơn thay vì chúng ta đi ngược trend trong cái xu hướng chung của cái nền tảng BNB Chain. Thì anh em có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại Binance đã có một cái sự hỗ trợ đối với cái nền tảng PancakeSwap này. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2021 thì PancakeSwap Mini Program ra đời. Đó là một cái chương trình mà Binance nó công bố, nó cho phép PancakeSwap là cái ứng dụng DeFi đầu tiên hoạt động ở trên cái ứng dụng mobile của nền tảng Binance. Thì để hiểu hơn về cái này thì anh em có thể thấy đây ha. Đó, thì đây là cái app của Binance nè. Và anh em thấy được là PancakeSwap là một trong những cái nền tảng mà được ứng dụng ở trong cái phiên bản mobile của cái nền tảng Binance này rồi. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho cái tăng cường cái trải nghiệm của người dùng. Và đặc biệt là ví dụ người ta muốn swap ở trên PancakeSwap thì người ta swap ở trên giao diện điện thoại nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, nó sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều thay vì phải ngồi máy tính mở lab lên, mở PC lên. Đó. Rồi cái thứ hai nữa thì đây chính là cái bước đầu tiên của cái nền tảng Binance đi đến cái việc đó chính là CDeFi. Thì CDeFi ở đây đó chính là làm thế nào để giảm được cái khoảng cách của DeFi và CeFi và mình đưa nó đến người dùng một cách dễ dàng hơn. Và kể từ khi cái tin này ra đời á thì cái đồng khác này nó đã có một cái sự tăng trưởng mạnh, rất là mạnh so trong cái thời điểm mà thị trường ảm đạm. Anh em có thể thấy được là vào ngày 17 tháng 3 năm 2021 nè, khi cái tin này ra đời thì giá của cái đồng khác nó đã tăng trưởng từ 5,6 đô lên đâu đó là khoảng 6,8 đô thì tăng trưởng đâu đó là hơn 30%. Đây là một trong những cái yếu tố rất là tích cực đối với cái đồng khác này. Rồi cuối cùng nữa thì mình thấy có một cái model khá là hay. Và nếu như mà anh em thường xuyên đọc bài viết trên Coin98 thì anh em sẽ đã thấy cái bài viết là Fast Protocol Thesis và Base Plate Thesis là gì. Thì đây là một cái bài viết của anh Duy Nguyễn về cái thesis này. Thì cái thesis này á, nó đang nói tới cái việc là trong thời gian tới thì một cái nền tảng nó phải làm thế nào đó để nó có thể là ứng dụng hoặc là cho phép người ta xây dựng lên đó nữa, thì lúc đó nó sẽ mang về giá trị rất là nhiều. Thì anh em có thể thấy ở đây nè, ở đây thì anh Duy đã so sánh một cái nền kinh tế khép kín và một cái nền kinh tế mở, của một cái đó chính là nền tảng Sushi và cái thứ hai là nền tảng Curve. Thì anh em có thể thấy được là mặc dù nó là một cái AMM như nhau thôi, nhưng mà cái cách của thằng Curve á, nó xây dựng ra một cái nền tảng mở, thì cái điều này cho phép rất là nhiều ứng dụng, rất là nhiều các cái thế lực ở trên thị trường nó thích cầm cái đồng CRV đó, và từ đó nó giúp cái nền tảng Curve này có thể được xem là tăng trưởng mạnh hơn và cũng như là có cái vai trò lớn hơn trên thị trường. Thì khi mà nó có cái vai trò lớn hơn, có cái tác động mạnh mẽ hơn thì chắc chắn là cái đồng CRV nó cũng sẽ dễ dàng tăng trưởng hơn. Và anh em cũng có thể thấy là trong thời gian vừa qua, trước khi mà thị trường có một cái cú điều chỉnh mạnh, thì cái đồng Curve này nó đã có một cái sự tăng trưởng trở lại trước khi nó bị
bị đạp thêm một lần nữa. Thì đây chính là một trong những cái thesis mà mình nghĩ là anh em đừng nên bỏ qua để mình hiểu về cái cách mà những cái DeFi protocol nó được xây dựng trên thị trường. Đó. Vậy thì bây giờ anh em đã hiểu được những cái điều kiện mà giúp cho các tăng trưởng trong tương lai ha. Và mình hoàn toàn, mình cũng hy vọng là những cái điều kiện này PancakeSwap có thể làm được. Bởi vì tính tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn hold khác và mình chưa có những cái hành động nào tiếp theo. Vậy thì bây giờ thì mình nghĩ là đã đến lúc mình sẽ đi sang cái phần tiếp theo, coi xem là anh em nên làm gì khi mà chúng ta đang hold khác. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đến cái phần đó chính là mình nên làm gì nếu như đã hold khác. Thì ở thời điểm hiện tại á, thì ở đây mình có ba cái, đó chính là DCA. DCA là cái việc chúng ta sẽ mua thêm ở trung bình giá nó. Thì ở thời điểm hiện tại, theo cái góc nhìn của mình á, mình đang nói trên cái trường hợp là tất cả anh em đang mua với một cái số vốn hợp lý nha, và không có bị all in vào cái đồng khác này. Anh em lưu ý với mình nha, mình đang nói trong cái trường hợp là ví dụ như là anh em có 10.000 đô đây, mà anh em xác định cái khoản DeFi của mình là 1.000 đô và mình đã mua khác là 1.000 đô, chứ mình không có bị lấn chiếm sang những cái phần khác. Đó, thì cái phần này là ok ha. Rồi, khi mà nói đến cái chữ DCA này á, nghĩa là trung bình giá cái đồng khác, thì theo mình nghĩ ở thời điểm hiện tại anh em không nên trung bình giá ở cái đồng khác này tiếp. Bởi vì ở thời điểm hiện tại mình nghĩ là khi mà thị trường điều chỉnh mạnh như thế này nè, thì anh em đang có rất là nhiều các option khác nhau để anh em có thể mua. Anh em có rất là nhiều option khác nhau, thay vì tiếp tục DCA cái đồng khác mà mình chưa thấy được những cái dấu hiệu, chưa thấy được những cái sự cải tiến, hoặc là những cái sự cải tiến mà có cái tác động mạnh mẽ đến với đồng khác. Đó chính là vì sao mà ở thời điểm hiện tại thì mình không có cắt lỗ nhưng mà mình vẫn không có DCA. Rồi, tiếp tục đó chính là cái phần mực và cái phần hold, đó chính là hold và không DCA. Hold và không DCA thì đó chính là cái hoạt động của mình ở thời điểm hiện tại. Nghĩa là khi mà mình cầm cái đồng khác này á, nếu như anh em đã cầm cái đồng khác rồi mà anh em cũng không DCA luôn, thì anh em bắt buộc phải join vào cái nền tảng PancakeSwap này. Thì ở thời điểm hiện tại á, nếu như anh em đang hold cái đồng khác thì đừng nên để ở trên sàn Binance. Bởi vì nếu như anh em để trên sàn thì mình sẽ không có một cái phần lợi nhuận. Trong khi mà người ta để ở trên cái nền tảng PancakeSwap này á, thì người ta có thể kiếm được thêm cái tăng cái số lượng của đồng khác đó hơn 70% một năm. Thì ở thời điểm hiện tại anh em có thể sử dụng cái đồng khác đó để mình có thể farming. Ví dụ như anh em farming cái đồng khác với BNB thì mình sẽ được là 34%. Tuy nhiên mình thấy cái phần APR này khá thấp. Đây chính là vì sao mà nếu như anh em có cái đồng khác á, mình hãy chuyển sang một pool nè, kéo xuống dưới thì nó sẽ có tổng cộng là IFO khác, auto khác và manual khác. Thì mình nghĩ là anh em không nên tham gia cái manual khác này mà mình nên tham gia vào cái auto khác. Cái auto khác này là gì? Auto khác là một cái nền tảng mà nó sẽ tự động nó compound cái lãi của anh em lên. Nó tự động compound cái lãi của anh em lên. Ví dụ như là mình đang có 100 khác nè, sau này mình có 101 khác, thì cái 1%, cái số 1 đó nó vẫn sẽ được tiếp tục stack vào để nó kiếm lãi tiếp cho anh em. Còn cái IFO khác này là gì? IFO khác á, là một cái nền tảng cho phép anh em stack cái đồng khác để mình có thể tham gia Launchpad ở trên cái nền tảng PancakeSwap này. Thì nếu như anh em mà muốn tham gia PancakeSwap thì mình hãy stack vào cái IFO khác. Tuy nhiên á, cái sự khác biệt của IFO khác và auto khác á, đó chính là IFO khác này thì anh em sẽ không có được compound tương tự như là auto khác ha. Đó, vậy thì bây giờ anh em đã hiểu được nếu như mình đang hold mà không đi xe thì mình phải làm gì rồi đó. Rồi, tiếp theo đó chính là về cái option cuối cùng, đó chính là cái option cắt lỗ. Thì theo mình nghĩ ở thời điểm hiện tại, nếu như mà anh em đã chọn cái option cắt lỗ thì anh em phải trả lời được một số câu hỏi cho mình. Thứ nhất, đó chính là anh em cắt lỗ để làm chi? Bởi vì ở thời điểm hiện tại anh em có thể thấy được là xét về những cái điều mình nói phía trên này nè, thì PancakeSwap vẫn là thằng AMM top 1 ở trên thị trường hiện tại. Đó chính là vì sao mà mình nghĩ là nếu như anh em mà lỡ cắt lỗ khác ở thời điểm bây giờ đi, mà sau này nó khác, nó không có quay về đỉnh cũ mà nó chỉ cần quay về mốc 20 đô thôi, thì anh em đã lỡ được một cú X3 rồi. Đó, rồi, tiếp theo đó chính là nếu như anh em đã chọn cắt lỗ khác thì mình đã xác định được là cái số tiền mà mình cắt lỗ xong rồi á, mình đã làm gì chưa? Ví dụ như là mình chuyển sang vì stablecoin nhưng mà sau này khác tăng thì chẳng phải mình càng lỗ hơn hay không? Hoặc là bây giờ nếu như anh em đã xác định được một cái đồng coin khác để chúng ta mua thì ok, chúng ta có thể cắt lỗ đồng khác để chúng ta nhảy sang cái đồng đó.
Nhưng mà khi mà chúng ta cắt lỗ và nhảy như thế thì thông thường theo cái nguyên lý ở trên thị trường crypto, mình cắt lỗ con nào là con đó sẽ tăng, nó tương tự như mình vậy đó. Đó chính là vì sao mà ở thời điểm hiện tại mình quyết định mình không cắt lỗ con nào cả. Ví dụ như anh em đã chọn cắt lỗ con này để chuyển sang một cái con khác, thì mình nghĩ là anh em cũng nên có một cái sự phân tích kỹ càng là cái nền tảng đó nó có sự khác biệt gì so với PancakeSwap, nó có cái tiềm năng để tăng trưởng trong tương lai hay không, cái model của nó có gì hay, nó cần có gì cải tiến. Thì mình nghĩ là sau khi anh em đã phân tích và có được những cái dữ liệu rõ ràng, những cái dữ liệu để backup rồi, thì mình nghĩ anh em sẽ có một cái quyết định hợp lý hơn. Rồi cuối cùng thì mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình hy vọng là cái video này sẽ giải đáp cho anh em rất là nhiều cái góc nhìn, cũng như là cho phép anh em có thể hiểu hơn về cái nền tảng PancakeSwap này. Và từ đó anh em sẽ có cái case study để mình áp dụng và mình sử dụng nó để mình phân tích những cái nền tảng khác trên thị trường. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu như anh em yêu mến Coin98 thì đừng quên like và subscribe cho kênh Coin98 tại đây ha. Trong thời gian tới thì mình sẽ làm nhiều video hơn về cái cách mà mình phân tích. Mặc dù những cái cách mà mình phân tích đôi khi nó sẽ hơi dài, nhưng mà mình hy vọng là những cái gì mà mình chia sẻ thì nó sẽ chi tiết và cũng như là giúp anh em hiểu được là cái điểm tốt, điểm xấu của một cái dự án, hoặc là những cái ưu điểm, nhược điểm khi mà chúng ta quyết định đầu tư vào một cái dự án nào đó trên thị trường. Rồi cuối cùng thì mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc cho anh em có một ngày thật là vui vẻ.